Đọc đi em. Ramisi nên cho nhóm kêu Uri chibi nô lo xeo. Nô lo xeo. Nô lo xeo. Nê rì mù sân nà rì yếu. Thức biểu ra đi rừng ổn đề. Ổn đề. Ổn đề. Uri nam nhóm đi cho nhóm kêu Philippines 음식은 준비한다고 해요. 준비한다고 해요. 준비한다고 해요. 맞아. 남이 언니 필리핀 음식을 만들어요. 나보다 더 잘 만들어요. 필리핀 사람들이 따뜻해요. 참, 전에 씨는 귀화 신청했어요. 아니요, 다음 주에 신청하러 간 거예요. 그래요? 주민등록증. Đọc lại chưa đó, chú Min. Chú Min từng rốt chừng. Rồi sai, tu chú Min từng nốt chừng. Chú Min từng nốt chừng. Và từng huê hàn thông nê xeo. Hàn thông nê xeo. Hàn thông nê xeo. Nê, cơn đề. Quy hoa xin cho hà rò. Hôn cha cà tô đều. Ừ. Ấn đều. Nam biên hoa cô, cà chi cà yà đều. Ờ, rồi bên kia em. Để cô coi cái nó có dài hay không? Dài. Ừ, dài. Rồi, đọc cho cô đoạn đầu đi. Sa Minh Trân Tư Rìa Kỳ Tà Rì Bộ Kỳ Tà Rì Thân Ở Sơn Nê Ở Sơn Sê Tô Tô Chà Hết Tạ Phi Hình Kỳ Gà Công Hàng Ê Tô Chà Hết Sơn Đệ 눈물이 난 만큼 미웠다, 기웠다. 하지만 공항은 멋있다. 벗어나. 아, 벗어나. 시내로 가는 버스는 탔는데. 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 안 돼. 가는데. 안 돼. 맞아. 움직인 줄 모르는 trang tô sâu hoa thả thắt thả thắt phú thô ẩn nâng a ba thư tư rinh bô đi ca sư mi khoác ma kinh lân gọt thao tạ tiếp đi cô đọc đèn nào tiếp trả treo nữa chứ tiếp ở xe nên ở xe nên xe nên là gặp tạ cơm đề khó đi rừng khó đi thả đi rừng 사람들이 모두 다 똑같아 보였다. 요즘 유행하는 머리 스타일 모두 같은 옷 스타일이 거리는 거리 다니고 있었다. Rồi câu cuối đi. 아니면 아니면 내가 이거 사람처럼 바뀌어야 하나? 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 Rồi câu cuối lần nữa trôi chảy nè. 아니면 아니면 내가 이 사람처럼 바뀌어야 하나? 바뀌어야 하나? 바뀌어야 하나? 수 nghe kỹ nha. 잘 들으세요. 식사한 후에 물이랑 약을 먹고 강아지랑 거실에서 잤어요. 식사한 후에 물이랑 약을 먹고 강아지랑 거실에서 잤어요. 뜻이 뭐예요? 식사한 후에 뭐야? 러? 식사하다 뭐야? 식사라 뭐야? Sau khi? Sau khi dùng bữa. Đâu có Hàn Quốc đâu ha. 식사한 후에 물이랑 약을 먹고 강아지랑 거실에서 잤어요. 물이랑 약을 먹고 물이랑 약을 먹고 Sao? Lớp nghe được không?
uống thuốc với nước và 강아지랑 거실에서 잤어요. 강아지 là cho con. Rồi sao? 식사한 후에 물이랑 약을 먹고 강아지랑 거실에서 잤어요. Không, em suy nghĩ chắc sơ là gì? No, chắc sơ là gì? Ngủ với con chó con ở Khó xí rê sơ là phòng gì? Rồi lại lần nữa đi, dịch lại chị nghe. Sau khi dùng bữa thì Tôi đã uống thuốc với nước và ngủ với con chó ở phòng khách. Rồi đó là có tiếng Hàn đi em. 식사 후에. Rồi cũng được, 식사 후에 là đúng đó, tiếp. 식사 후에 물과 같이 약 먹고 고양 기러실에서 강아지 거실에서 잤어. Thiếu cái gì? 강아지 거실에서 강아지와 같이 강아지 받침 없으면 강아지와 rồi làm lại lần nữa 육장하게 식사 후에 무화 같이 약 먹고 강아지와 같이 거실에서 잤어. 다시 한번 주세요. 육장하게 rồi chạy. 식사 후에 문화 같이 욕장하게 문화 같이 bình tĩnh. 문화 같이 약을 먹고 강아지와 거실에서 잤어요. 자, 박다오 câu 2 nghe nha. 한국어를 혼자 공부하는 것이 너무 어렵지만 지금은 시간 없고 돈이 없어서 학교에서 공부를 못해요. Các bạn im lặng để bạn mình tập trung. Học tiếng Hàn ở trường đại học thì No, đừng phăng, nghe kỹ. 한국어 혼자 공부하는 것이 너무 어렵지만 지금은 시간 나고 돈이 없어서 학교에서 공부를 못해요. 시간하고 돈이 없어서 학교에서 공부를 못해요. Nhưng mà bây giờ vì kiếm tiền và Nên không thể học ở trường. Có phải em lớp nghe ra không? Và bây giờ chị nói lại rồi em phải đúng như vậy em nha. 한국어 혼자 공부하는 것이 너무 어렵지만 지금은 시간하고 돈이 없어서 학교에서 공부를 못해요. Phải không? Chị phải nói sao? Việc học tiếng Hàn một mình thì quá là khó. Nhưng bây giờ thời gian và tiền bạc tôi không có nên không thể học ở trường. Rồi em làm lại đi. 한국어 배운 혼자 배우는 것이 어렵지만 bây giờ 지금 시간 돈이 없어. 시간 gì? 시간과 돈이 없어서 학교에서 못해요. 그게 못해요? 공부 못해요. 다시 한번. 한국 배운
한국어 혼자. 한국어 혼자 배운. 배운 không đúng gì. 배우는. 배우는 것은. 것. Cái bê việc học tiếng Hàn một mình thì khó. 배우는 것이. Rồi lại từ đầu. 한국. 한국어. 한국만 혼자 배우는 것이 어렵지만. 네. 지금 시간과 돈이 없어서 학교에 공부 못해요. 나 đúng tới đó. 학교에 학교에서 공부 못해요. Rồi lại lần nữa câu này. Trôi chảy nè. 한국만 배운 한국만 혼자 배우는 것이 어렵지만 지금 시간과 돈이 없어서 학교에 공부 못해요. 학교? 학교에서 공부 못해요. 한번 lần lại. Right. 한국만 혼자 공부 하는 것이 어렵지만 지금 시간과 돈이 없어서 rồi. 학교에서 공부 못해요. 맞아요. 오늘 바빠 힘들어요. Xin chào là gì xíu. 안녕하세요. Tạm biệt. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 반 텐지. 안녕. 반 텐지. 무슨 이름? 텐 라지. 이름 뭐예요? 이름 뭐예요? Mấy tuổi rồi? 살이. 몇 살? 몇 살이에요? Từ đâu tới hả? 어디에서 왔어? Mời vào. 어서 오세요. Rồi mời kiểu vào bình thường coi. Terowa. Osa Terowa. Osa Terowa. Hân hạnh được gặp mặt. Manasa Bangkasmina. Tôi tên là Siêu. Ne Siêu Irago. Ne Siêu Irago hả? Nà Ninh. Nà Ninh Siêu Irago. Rồi tôi tên là Loan. Nà Ninh Loan Irago. Khi mình giới thiệu á, thứ nhất mình phải nên kính mình xuống xíu đi, có nghĩa là sờ ninh. Thứ hai nữa là đừng dùng đuôi heo, tại vì mới lần đầu mình giới thiệu còn lạ lắm, dùng gì? Hâm nì tà. Nha. Chóm bờ ghét xư mì tà. Chóm bờ ghét xư mì tà. Chóm bờ ghét xư mì tà, lần đầu gặp mặt. Chúng chó nhóc tươi xèo. Vui tiêu vui vẻ. 잠시만요. 나중에. 괜찮아. 감사합니다. 아, 야, 와, 여다, 야, 넘빈, 막 세우나 몰라.